Sáng nay ngày 12 tháng 10, Chính phủ tổ chức hội nghị chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024 nhằm điểm lại thành tựu, ghi nhận kết quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng, người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bạc Liêu, dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều. Các đại biểu đã được thông tin kết quả đạt được về chuyển đổi số quốc gia năm 2024, nhất là về kinh tế số, xã hội số tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sản phẩm số của doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển và xuất khẩu. Doanh thu phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin tăng khá. Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã đầu tư lớn tại Việt Nam. Công tác chuyển đổi số trong quản lý, đầu tư xây dựng, sản xuất được triển khai mạnh mẽ. Hàng trăm sản phẩm OCOP đã được bán thông qua các sàn thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới, tạo sinh kế và thu nhập cao cho người nông dân. Tại hội nghị, các đại biểu cũng chia sẻ thêm một số mô hình số hiệu quả như số hóa mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hợp tác chuyển đổi số bằng nền tảng số Việt Nam, ứng dụng nền tảng số tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong quản trị doanh nghiệp để nâng cao năng suất và lợi thế cạnh tranh. Hội nghị cũng ghi nhận những dấu ấn của Tổ công nghệ số cộng đồng trong hành trình chuyển đổi số quốc gia. Hội nghị còn tổ chức phiên tọa đàm với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm để lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo bộ ngành, đoàn thể sẽ đối thoại, tọa đàm với các doanh nghiệp và thành viên tiêu biểu Tổ công nghệ số cộng đồng. Phiên tọa đàm nhận 16 ý kiến xung quanh các vấn đề về các giải pháp thực hiện hạ tầng số cơ bản, kiến nghị về đơn giản hóa thủ tục dịch vụ công trực tuyến, phát triển kinh tế số nông thôn, giải pháp ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên mạng và đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng. Hỗ trợ người yếu thế trong thực hiện chuyển đổi số, chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp cho ngành công nghệ bán dẫn. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để đạt được hiệu quả trong chuyển đổi số, yêu cầu các bộ ngành và địa phương thực hiện tốt 3 yếu tố quan trọng là thể chế số, hạ tầng số và con người số. Bên cạnh đó là sự vào cuộc tích cực, nhất là người đứng đầu của các cấp, các ngành là điều kiện tiên quyết, yếu tố quan trọng để lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, đồng thời không được để thiếu điện, thiếu sóng viễn thông, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, để việc chuyển đổi số đi xa, đi sâu trong nhân dân.